Sistema phân tích và công bằng can video mới nhất trong channel CSL Official. Trong video mới nhất, chúng ta sẽ học về 10 idioms about money. Chương trình học về kiếm tiền sai trong nội đọc để tiện tôi học về lời. Trong đó thì kiếm tiền sai từ ngân hàng này là để chúng bạn chúng tôi mới nhất đến tập này. Ok. Kriem sa ti muoi, idiom chi muoi kui yung ita, money doesn't grow on a tree. Money doesn't grow on a tree, okay. Chẳng bởi dung bỏ ra tam nay trắng, và mẹ người ta lối mấn đọc nó lỡ tam chơn nó tê, okay. Và chẳng cái nông này ní, kriem sa ti idiom muoi ní kui yung bài ná, lối mấn mèn sru râu nó tê, và ủi thọ đôi nơi sắp sốc kì mà ọc xây lối dương rư gò thua ấy muoi tê tê thôn nông lối dương chứ nè. Thì như ta, hey, money doesn't grow on a tree. Ok, là những bài tập cho idiom number 2 khi a penny save, a penny earn. Bị penny này dùng bài tham mùi cạn mà xin đào lưu khả nạp lùi nhé. Chẳng dùng bài chỉ bị xa dùng mắc mình này tham mùi cạn mùi xén có lùi đại. Ok, bụt họ dùng áp lùi riêng chẳng hạn sau lùi sau là tôi bị cạn hay chẳng tới gì nào. Mà chối, phần năng vấn. Và cơ bản đấy cái anh chị đã hey a penny save a penny earn nên làm một cặp với sen có lôi đài chắc chứ xong xong tập tài. Ok, go number 3, idiom number 3 is born with a silver spoon in his mouth. Born with a silver spoon in his mouth, và mình nên tham gia bây giờ bỏ tạm đây trắng born này cả ớt with a silver spoon mình nên tham slap bia bộ prạng nó có nông mọt rồi bỏ con chứ mình nên tham ấy. Và bị sai dưới như vậy ta cao ít móc miến sạp. Vì thò dường dường bình đàn nào mà đẹp thầy quạt miến như nào. Cái này hiện ra xa quạt đó, quạt đang miến khắn. Cầm tự rầm chuông chất thì vô quạt. He is born with a silver spoon in his mouth. Mình đã quạt cao ít móc miến sạp hay chân mạch tự chạp rõm với quạt này. Ok, go to idiom number 4. Mình tỏ một tiết cái foot the bill. Foot the bill. Bill foot này dùng phải là chương rồi gọi bỏ ốc chương nâng ground nữa nè. Và hay bill này dùng phải là bị cây bắt. Chân foot the bill dùng phải là chân lôi ào thì không biết sao dùng vậy đó. Bào và ok, today I will foot the bill for you, so don't worry about money. Okay. Mình đã thay đi trong nâng bào này chân bạch bỏ mừng lôi vậy. Ok, good, ok, let's go to one more. Idiom number 5, go Dutch. Go Dutch, ok. Cái này cứ bình dung mình đến xem rằng mình phải rồi có nhạc nào hiện score cái này chỉ mình dùng cả nghe rồi có mình dùng thế này chẳng nè. Và go Dutch và mình đây thay chất người riêng luôn chẳng từ nhà mấy chẳng. Ok, let's go eat together but let's go Dutch. Ok, mình ta dùng từ nhà mấy đó nè còn mình ta chất người riêng luôn. Ok, good, let's go to idiom number 6 cứ dùng dòng vì và head over heels in debt. Okay, head over heels in debt. Okay, và head này dùng phải là cái bá head và heel này dùng phải là cái chân và hay chụp lại debt này dùng phải là bụng nổ và chữ head over heels in debt mình nói là chụp bẹt cái vốn cỏ và ủa vậy là oh after he lost his job and he remained unemployed for a few months, so he had overheads in that. Mình nghĩ là một tập bị quạt bắt bong càng nghe quạt hay quạt trô càng nhận bạn thôi dẫn từ PBK chẳng quạt chẳng kẹp bong nổ kê quạt cỏ chẳng đại. Ok, ok, let's go to number 7. Idiom number 7 cứ như vậy live from hand to mouth. Và bây giờ cứ bình dụng mình đang xin bạp bong bong như vậy mùi dụng luôn. Dạ, để còn tập tài riêng chọc rồi có cập bông tài bà tỏ cá riêng chẳng hạn bà bạc mình đem mà chỉ biết bạn này cứ như là live from hand to mouth và mình đây thà bởi dân bài này trắng live với bài thà rùa nợ from hand to mouth mình đây thà bị đáy cho tới muộn chẳng hạn thì mình không ai những gì đã bàn mà rùa hết bàn đã bị đáy mất cho tới con muộn rộ bàn mất cứ nhằm ở cứ ọt miền ấy sò rồi chẳng mà không ai những gì đã bàn mà rùa When I was in university, I work and study at the same time.
So I live my life from hand to mouth. Chúng mình đây ta, cả lệp nhóm riêng ở mà hạp chí lấy, cái nhóm phơi cả phóng riêng phòng chân nhóm bàn mà rùa, thì chân tên á. Ok, chân bắt đầu cho number 8, cái a penny puncher. A penny pincher. Penny nó đưa kiếm bài này không bốn ấy, cứ kiếm bài là một xe một cải, nạp lôi tốt một phần, cái penny này. Pincher này bởi dân bài bị pinch như thế đấy, dân bài là cắt đạch. Dân cắt đạch như thế, một con score bị cắt đạch như thế, cắt đạch rồi có chức bạch vô tờ xây mỗi như thế. Tập về penny pincher này, dân bài là một nút đá cùng rì, rồi có máy dân gì thăm màu sụt. Còn cắt đạch còn chức bộ vô xong bây giờ một cắt mới xén, còn nói sao là cho mình là con nâng cùng rì, mà mình được cùng rì. Ok, bắt đầu cho number 9, cứ dân 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 bị... Ok, bring home the bacon. Bring home the bacon. Bring home the bacon này bởi dân phải này tăng thì bring home này mình đi thả nôm vô tổ tiền. Hãy biết thả bacon này dân phải thả sử dụng bởi chuẩn. Chắc bởi dân phải này tăng thì bắt đầu để bà này cái hạ thả y nhiệm cứ biết là việc phải tới bên này vì không biết vậy để chỉ cả thông ra bởi biệt. Chắc dân phải là rộp lối trình chấm cửa xa rồi gọp cút cung cửa xa. Chắc ngồi thỏa thả I try to work even on weekend because I want to bring home the bacon. Mình đã khuyên thua ca vì thua ca nó thay sao tất cả dương thua ca này vì vô dương trong cuộc công của xa để có trong trình trận của xa dương. Chúng ta dẫn cho idiom number 10 cứ ok gravy train. Gravy train và biến hình cứ xuống và gravy như dương bài thông đá nhưng mà tất chữ luôn tập chế lụa rồi gọi tập cường hay biệt trend ấy như vậy là rụt lên chẳng bầu chủ khả niệm mà ta tập chế lụa tập cường tập rụt lên đấy như vậy là càng nghe sâu sâu phần tái bàn lôi trả đó càng nghe ấy là sâu lấy bàn lôi trả và bằng cùi đã kết lôi dân thứ rồi còn cùi đã bị chia kê rồi gọi thuở ấy môi đã sâu lấy bàn lôi trả chứ kê chẳng nè và anh em kê hào thà gravy trend và bạn trong video mình xin mời chọn tập này hãy ở con chán và bỏ qua để bạn tham gia 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 tham gia